Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Trưa hôm nay thì em đang ở ngã tư Phú Khương ha. Thì ngày hôm nay thì em cũng sẽ đi một vòng ở Bến Tre để chia sẻ những hình ảnh về đường phố Bến Tre để anh chị mình cùng xem ha. Lúc này thì ở Bến Tre thời tiết rất là tốt anh chị, nắng rất là tốt, không có mưa nhiều đâu. Giờ này thì cũng tầm 10 giờ mấy nên là đường phố hiện tại bây giờ còn đang rất là đông đúc nè. Ở trên trục đường Đại Lộ Đồng Khởi thì các cái mặt tiền thì người ta buôn bán đồ rất là nhiều anh chị, như là các tiệm quần áo nè, rồi các tiệm người ta sẽ bán xe rất là nhiều. Còn những cái trục đường như là những cái dòng xây lớn như vậy thì mình sẽ có những cái như là FPT Shop nè, còn bên đây thì mình sẽ có Thế Giới Di Động, rồi các chi nhánh như là nhà thuốc Long Châu, là các mặt tiền đẹp á, là những cái thương hiệu lớn người ta sẽ lựa chọn những địa điểm này bán để cho nó như là khách hàng ta dễ thấy nhất anh chị ha. Em hôm nay em sẽ đi đường Nguyễn Thị Định anh chị. Đường Nguyễn Thị Định đây thì mình sẽ đi thẳng xuống khu vực ở dưới ngay chợ giữa rồi đó anh chị. Bây giờ ở đâu mà các cái mặt tiền á anh chị, là người ta sẽ buôn bán và người ta mở những cái cửa hàng đồ rất là nhiều. Dê Bách Thảo, này là lẩu cà ri, lẩu cà ri dê, hải sản sáu hùng. Bên tay trái mình đây là nhà xe Thảo Châu đây anh chị. Nhà xe Thảo Châu hôm trước là lúc trước là cái màu ta sẽ là lựa cái màu xanh lá, còn nay thì đổi sang cái màu hơi xanh dương tí xíu anh chị ha. Rồi còn đi tới tí thì mình sẽ gặp nhà xe Minh Tâm. Minh Tâm thì cái màu đỏ đen. Còn bên tay trái mình này là khu dân cư Hưng Phú ha. Khu dân cư Hưng Phú bây giờ đẹp lắm anh chị. Đó, nhìn rất là đẹp ha. Còn cái tòa nhà bên kia cao cao là tòa nhà Sáu Sở anh chị ha. Lúc trước thì ngay chỗ trung tâm Hưng Phú đây, khu dân cư Hưng Phú đây thì người ta sẽ làm một cái con đường đi bộ nữa, giống như là để mà như là khu phố ẩm thực vui chơi rồi đó, mà sau lúc này thì thấy cũng không có làm anh chị. Đây tòa nhà cao là tòa nhà Sáu Sở đó anh chị. Hôm nay thì thời tiết nắng rất là tốt, nắng bầu trời trong xanh luôn anh chị. Bên tay trái đây là nhà xe Minh Tâm đây. Nhà xe Minh Tâm là đỏ, màu đỏ, đỏ trắng. Đây thì khu này thì rất là nhiều các quán thịt cầy, cầy bốc lửa, cầy quay 51. Ngày xưa thì các quán thịt cầy rất là nhiều anh chị, còn bây giờ thì như là nó cũng giảm bớt rồi. Tại vì con chó nó như là một cái thú cưng, rồi bây giờ nhiều khi có những người người ta cũng nuôi, người ta xem nó như là một thành viên ở trong gia đình luôn á anh chị. Nên là bây giờ thì ăn thịt cầy là không được hoan nghênh nha.
em sẽ quẹo trái nha. Hướng bên tay phải đây thì là mình sẽ đi về ngay chỗ đường Nguyễn Huệ. Còn quẹo trái thì mình sẽ vào chợ Tú Điền anh chị ha. Các chợ nhỏ nhỏ ở Bến Tre thì mình bán tầm tới 10 giờ, 11 giờ là bắt đầu là vắng que anh chị. Ta không có như các chợ lớn ha. Đây là chợ Tú Điền, anh chị thấy bây giờ là vắng khách rồi. Giờ là người ta cũng bán chủ yếu là cho người dân ở khu vực ở Tú Điền đây thôi. Nên là phục vụ buổi sáng thôi. Trưa thì đa phần là như là các cái cửa hàng tạp hóa lớn thì nhà của người ta thì người ta mở người ta bán luôn. Còn như là các người mà người ta bán ở trong chợ rau cải rồi thì người ta bán một buổi sáng thôi. Còn như chợ Bến Tre là chợ lớn nên là người ta sẽ bán suốt ngày luôn. Đây là tiệm chuối chiên 5K. Đây ngã tư trước thì mình có một cây cầu gọi là cầu Phú Dân anh chị. Rồi bây giờ thì người ta không có làm cầu nữa mà người ta sẽ làm một cái cống để mà nhiều khi mình có thể mình ngăn mặn đồ được. Làm cái cống thì nó xe cộ rồi nó cũng dễ đi hơn. Ngày xưa đó là cây cầu sắt ấy. Hôm nay là đã qua đầu tháng 10 âm lịch rồi anh chị. Là còn khoảng 2 tháng mấy nữa bắt đầu là rộn ràng ngày Tết ha. Tới giờ đó thì các chợ đồ, các khu chợ hoa đồ rất là nhộn nhịp. Mấy ngày mà cận Tết đó anh chị, khoảng chừng mười mấy âm lịch đó, mình qua dài bên chợ Lách đó rất là vui. Người ta trồng hoa Tết đồ, chăm sóc hoa Tết đồ rất là đông vui. Rồi đến ngày khoảng gần 20 âm lịch thì tới giờ đó thì chợ hoa người ta sẽ ra đủ hơn. Còn sớm hơn thì bán chậm anh chị, nên là người ta ra thì mình lại tốn công chăm sóc, tốn công canh giữ rồi đó. Nên là người ta ra rất là trễ. Đa phần là người ta sẽ bán vào 10 ngày cuối thôi. Còn có những cái cây lớn thì người ta sẽ ra trước. Hồi năm ngoái thì Bến Tre của mình là tới 1.000+ gian hàng bán hoa Tết đó anh chị. Năm nay thì chưa biết như thế nào ha. Đây là dòng xe Hữu Định anh chị. Mình đi thẳng thì là mình sẽ vào xã Phước Hiệp, xã Phước Thạnh chứ. Còn quẹo trái thì mình sẽ đi ra cái hướng ngã tư Từng Đậu ha. Còn quẹo phải đây thì là mình sẽ đi về như là cầu Phong Nẫm rồi ha. Đây là khu này là ngay nhà máy nước Hữu Định với ủy ban xã Hữu Định. Gió quá trời luôn. Thường là gió lớn như vậy anh chị là dễ bị nước mặn lắm. Năm nay thì nghe tình hình nói là ở Bến Tre của mình đó là các tỉnh như là các tỉnh miền Tây luôn chứ không phải là nói riêng về Bến Tre là nước mặn có thể là xâm nhập vào rất là sớm. Đây là nhà số 17D là nhà của anh Kiệt. Còn bên đây là bệnh viện tâm thần.
bên mé bên mặt tiền bên đây thì người ta cũng bán nước đồ để mà cho những người người ta nuôi bệnh đồ đó có thể ra đây người ta nghỉ ngơi động được anh chị. Còn bên đây là bệnh viện lao phổi của Bến Tre. Thì thấy không, gió quá trời gió luôn. Em ghi hình vậy thì nhiều khi là trong video có thể là nó hơi ù tí xíu do là gió thì gió quá trời. Con đường này thì mình đi qua cầu Phong Nẫm là mình sẽ đi đến huyện Dòng Trơm anh chị. Rồi con đường đó thì mình sẽ đi thẳng xuống được tới Ba Tri. Rồi mình đi xuống cống đập Ba Lai rồi mình sẽ vòng qua bên Bình Đại được luôn anh chị ha. Phủ Định ở đây thì là mình thuộc của huyện Châu Thành anh chị. Huyện Châu Thành là xã Hữu Định là như là huyện Châu Thành là cũng là giáp với thành phố Bến Tre. Thì trong tương lai thì có thể là xã Hữu Định mình sẽ ghép vào thành phố Bến Tre. Thấy trời gió vậy là bắt đầu là ở dưới quê là bắt đầu là như là Dòng Trơm rồi. Là nước bắt đầu nó lợ nước mặn anh chị. Mà đến những tháng mà cận Tết thì có gió như gọi là gió chướng như vậy nè, là bắt đầu là mới có không khí ngày Tết như vậy mát mẻ. Trạm cân xe. Bến Tre mình thì thấy các xã vùng ven các huyện thì đất trống còn rất là nhiều, mà đất mấy khu này thì như là đất chỉ là đất đất nông nghiệp thôi chứ cũng không phải là đất thổ cư, không có lên thổ cư được nên là xây nhà đâu cũng không được. Bên này người ta trồng bắp đẹp ghê chưa, trồng bắp. Mình đi tới tí là mình sẽ đến ngay dòng xây Phủ Định anh chị. Dòng xây đó là mình đi thẳng xuống dưới là tới cầu Phong Nẫm luôn á. Đây có cái bảng để là mình đi tiệm tôm cũng được nè. Là đi Ba Tri đó anh chị ha. Đây tới cầu Phong Nẫm là 3,7 km. Quẹo phải thì mình về xã Phú Hưng. Quẹo trái thì mình sẽ lên Giao Long á. Bây giờ em sẽ đi thẳng ngay hướng cầu Phong Nẫm anh chị ha. Đây ngay dòng xây mặt tiền người ta bán tạp hóa, quán cà phê rồi cũng nhiều ha. Nhưng mà tầm sáng thì có khách chị, còn trưa thì bây giờ thì khách lai rai thôi, cũng không có đông lắm.
con đường này anh chị, mình đi về Ba Tri rồi mình vòng qua bên Bình Đại đi rất là ngon. Mình sẽ đi ngang cống đập Ba Lai luôn, tại do là con đường này mình cũng mới làm thôi. Cái hướng mà từ cầu Phong Nẵm xuống dưới là con đường mới làm, đường rất là đẹp. Còn nếu mà mình đi Bình Đại mà mình đi cái hướng Châu Thành thì đường nó hơi xấu, tại vì do là Bình Đại mình cũng đang nâng cấp đường lên. Quá trời gió, quá trời gió. Thường vào những ngày nắng đẹp đi anh chị, mình đi ghi hình đó thì nắng nôi rất là cực, nhưng mà được cái thì video nó lên rất là đẹp. Trời nắng như vậy thì mình ghi hình lên video là bầu trời là trong xanh luôn á. Các con đường lớn như vậy thì lượng xe nó thông thương rất là tiện anh chị, nhưng mà buôn bán thì rất là khó, tại vì ở đây là như là đường xe chạy thôi, xe cũng ít có dừng lại, nên là anh chị thấy đi dọc đường thì cũng không có các tiệm buôn bán nhiều, chỉ có những cái cây dù nhỏ nhỏ vậy, như là người ta bán trái cây rồi người ta bán những cái rau cải đồ ở trong nhà, nhà vườn có sẵn thì người ta đem ra mặt tiền người ta bán. Dùng cho mình thì như là bây giờ người ta trồng các cây dừa rồi cam bưởi da xanh đồ rất là nhiều, còn ở trên Châu Thành thì là trái cây khác, loại khác anh chị ha, trái cây như là chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, bòn bon rồi đó, nhưng mà dừa đồ thì không bằng dùng trôm đâu, dùng trôm là dừa rất là nhiều. Rồi các loại trái cây có múi như là bưởi, cam, chanh, quýt, gọi là trái cây có múi. Xuống ở đây thì các cái như là nhà lớn thì đa phần là giống như là những cái dừa sim anh chị. Dừa sim ở Bến Tre của mình thì giờ như là dừa sim xanh thì bây giờ là đang xuất khẩu được, nhưng mà có lúc nhiều khi giá nó cũng rất là rẻ. Còn dừa sim đỏ thì như là mình không xuất khẩu được, nhưng mà trái dừa sim đỏ thì ở Bến Tre mình đó là Châu Thành người ta trồng nhiều hơn, còn ở dòng trôm thì đa phần là dừa sim xanh. Đây không biết nhà thờ hay là chắc là hội thánh Tin Lành hay gì, nhà thờ Tin Lành. Đây là thánh thất Tin Lành. Kêu bằng đó là cao đài chứ, thánh thất cao đài. Về các vùng ven thì đường phố vắng que anh chị. Khi nào mình vào các khu như chợ, trung tâm đồ thì đông hơn. Còn đây thì đa phần là chỉ là con đường để người ta xe người ta đi, như là cho nó tiện đường á, nên là cũng vắng chứ không có đông lắm. Thank you.
ở phía bên này thì mình vẫn còn là của xã Hữu Định đó anh chị. Khi nào mình qua cây cầu Phong Nẫm á, là bắt đầu là mới tới huyện Dòng Chơm. Đây làm dừa nè. Đây chú em, đây là cây cầu Phong Nẫm đây anh chị. Qua khỏi cầu này là mình sẽ đến địa phận của huyện Dòng Chơm ha. Như là con sông này hình như là mình, nó là ngay chỗ cầu Kinh Chặt Sậy ha, sao đó anh chị. Em nhìn hướng em nói vậy thôi chứ thật sự là em cũng không rành lắm. Giống như là cái hướng cầu Kinh Chặt Sậy thì mình sẽ ra ngay khúc sông này. Còn mình đi lên hướng này hình như là mình lên ngay cầu An Quá nè. Em thì em chỉ đoán vậy thôi chứ nhiều khi là cũng không có chính xác lắm. Ở bên kia có nguyên cái khu đất trống quá trời trống. Chắc là khu công nghiệp đó anh chị. Đó chắc khu công nghiệp đó. Đây là cái xưởng đóng tàu xà lan. Còn hướng này thì là mình sẽ lên cầu An Quá ha. Cây cầu Phong Nẫm cầu rất là lớn, tại vì con sông này cũng lớn chị ha. Đất trống quá trời luôn nè. Đây như là chắc khu công nghiệp. Qua đến đây là mình đã đến địa phận của huyện Dòng Chơm anh chị ha. Ấp 2 xã Phong Nẫm, huyện Dòng Chơm. Đường này có thể là mình đi vào khu công nghiệp ha, để cũng đi tham quan cho biết. Hồi nào giờ cũng chưa có tới đây lần nào anh chị. À, nguyên khu đất trống hồi nãy nè ha. Này kiểu như khu công nghiệp. Ở Bến Tre mình thì chỉ có là khu công nghiệp Châu Long là khu công nghiệp lớn nhất, rồi tới khu công nghiệp An Hiệp. Nhưng mà bây giờ thì hàng quá bây giờ cũng tương đối là ít anh chị, nên là không có mà công nhân bây giờ như là ta cũng
mất diện đồ rất là nhiều, đây toàn là xe container công ty xuất nhập khẩu BTMET. Cây cầu 30 tháng 4 đây, vô tới đây là toàn là khu công nghiệp luôn. Hôm nay xuống đây thì sẵn mình cũng đi tham quan cho biết luôn, đây cũng làm vừa vừa không à, dạng như là các công ty xuất nhập khẩu về dừa organic, là dừa mà người ta trồng bằng cái phân hữu cơ anh chị. Đây cũng có các quán cà phê giỏng phục vụ cho công nhân. Cũng của công ty BTMET luôn. Cocosim, vậy là những cái sản phẩm đóng gói từ dừa ha, như là nước cốt dừa rồi nước dừa đóng lon. Vậy là cũng đây là toàn là của công ty BTMET về dừa. Xuống đây thấy vắng que anh chị ha, không có mà đông đúc nhộn nhịp như ở các khu chợ, nhưng mà lâu lâu mình cũng đi khám phá các con đường ở các huyện rồi các xã vùng sâu rồi các xã vùng ven rồi đó, bạn mình cũng biết được nhiều con đường mới. Đây là công ty gì đó nè, thạch dừa, mặt nạ thạch dừa. Vậy là đây là toàn là con đường, đây là khu công nghiệp. Tỉnh nào mà khu công nghiệp nhiều anh chị thì mình cũng giải quyết được nhiều cái việc làm cho người dân, thì người dân ở tỉnh nó như là mình có việc làm thì mình ở tỉnh nhà mình đi làm nó cũng tiện hơn ha, không có cần phải đi xa. Ai à, tới đây thì cũng chưa biết là tới đâu, nhưng mà cũng là các khu nhà xưởng công nghiệp rồi anh chị ha, các khu công nghiệp, khu nhà xưởng rồi ha, đây toàn là dừa. Thì thôi bây giờ em sẽ dừng lại nha.